Chào các em, thầy sẽ giải nick số 3. Nick số 3 của Wilbert cấp trường khối 6 vòng 11. Ta nhập mã số. Trước khi thi, một lần nữa thầy nhắc lại các em đăng ký cái kênh phụ của thầy Buồn Ngôn Luận WordPress.com ha. Các em vào Buồn Ngôn Luận WordPress.com, các em kéo xuống cái dòng đầu tiên đây, nó có cái kênh phụ của thầy này. Các em đăng ký ngay cái kênh phụ này cho thầy, để lỡ kênh chính trục trặc á là chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua cái kênh phụ này ha. Chứ không thôi là kênh chính của thầy nó bị đứt một phát là thầy trò mình không thể tìm được nhau ở trong cái đại dương internet bao la này được. Các em nhớ nha, vô đây đăng ký liền. Chứ kênh chính bây giờ là nó có thể bị trục trặc bất cứ lúc nào đó. Là sắp tới YouTube có khả năng nó giữ kênh của thầy lại để nó xác minh, để nó xác minh cái vụ kiện bản quyền của thầy. Thầy thì chả lo, bởi vì thầy không có lấy bản quyền của ai cả ha. Các em cứ đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi. Rồi kênh này mai mốt thầy sẽ dạy thêm toán trên mạng ở trên này ha. Rồi cái kênh kia chủ yếu là dành để dạy Wilbert. Rồi bài thi đầu tiên, số tự nhiên nhỏ nhất khác 0, chia hết cho 2, 3, 4 và 5, đó là số 60. Tập hợp các số nguyên x mà giá trị đối của số x đó bằng 2016 thì có hai số, âm 2016. Khi tính trị đối là ra 2016 thôi, rồi số 2016 nữa. Số đối của 50 sẽ là âm 50. Trời ơi dễ quá, số đối của 0 là 0. X mũ 5 bằng 2 mũ 10 thì làm sao đây? Thì cũng dễ thôi. X mũ 5 là x mũ 5. Còn 2 mũ 10 á là 10 số 2 nhân với nhau, đúng không? 10 số 2 nhân với nhau thì thầy chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 2 số 2 nhân với nhau, vậy sẽ có 5 nhóm. Đó, 5 nhóm mỗi nhóm 2 số 2 thì là thành 10 số 2 nhân với nhau. Vậy 2 mũ 10 chính là 2 nhân 2 tất cả mũ 5 đó. Vậy x của chúng ta chính là bằng 2 nhân 2 đó các em, và bằng 4 ha. Còn ước chung lớn nhất của A với B bằng 1, hai số nguyên tố cùng nhau đó. Thì ước chung lớn nhất của A và A cộng B cũng sẽ là 1 thôi. Các em lấy vài ví dụ các em thử thôi. Còn không thì các em chứng minh cũng được. Chứng minh cũng được. Nhưng mà thôi, với trình độ các em thì thầy cũng không có chứng minh chi cho nó mất công. Các em lấy hai số có ước chung lớn nhất bằng 1 rồi các em thử luôn. Vài trường hợp các em thấy đúng ước chung lớn nhất bằng 1. 27 trừ 16 trừ 42 thì bằng bao nhiêu? Trừ 31 em. B là trừ 31, như vậy số liền trước của số B là cái số bé hơn nó, ngay bên cạnh nó, đó là số âm 32 ha. N là số tự nhiên bất kỳ thì 8N là chẵn, 8N chẵn cộng 3 là lẻ, 6N chẵn cộng 5 là lẻ, lẻ nhân lẻ là ra số lẻ. Số lẻ mà khi chia 2 thì phải dư 1. Giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất thì thầy đã dạy kỹ ở trong khóa học V62 rồi các em nhé. X mũ 2 á, thì nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, tức là nó thấp nhất thì bằng 0. Thì khi gắn dấu trừ vô đằng trước thì nó lại luôn luôn nhỏ hơn bằng 0. Các em theo dõi kỹ khóa học V62, các em sẽ hiểu kỹ hơn. Tương tự, trừ x mũ 4 cũng vậy, cũng luôn luôn là số âm, hoặc cao lắm là bằng 0. Như vậy suy ra là trừ x mũ 2 rồi cộng cho trừ x mũ 4, tức là trừ x mũ 4 đó, thì luôn luôn cao nhất là bằng 0. Như vậy lúc đó thầy cộng thêm 1, thầy cộng thêm 1 nữa thì nó cao nhất là bằng 1. Số 1 là ở đâu ra vậy? Số 1 chính là 2016 mũ 0 đó các em. Như vậy giá trị lớn nhất của biểu thức D tức là bằng 1 đó, đạt được khi x bằng 0. Trong khóa học V62 nói kỹ về giá trị lớn nhất nhỏ nhất của lý thừa ha. Câu 10 này thầy giảng ở nít số 1 rồi. Giảng kỹ ở nít số 1. Thì nó sẽ bằng 244. Ha. Giảng rồi các em nhé. Không giảng lại ở nít số 3 nữa đâu. Rồi, ta qua cái bài thi số 2 coi thử có bài nào khó không. Cầu cho gặp bài khó chứ gặp bài dễ không, chán quá. Không có khí thế để làm.
Sắp tới thầy sẽ ra khóa học V63 các em nhé. Những em nào mà đậu rồi, đậu vòng trường rồi thì các em sẽ tiếp tục nên tham gia khóa học V63 để luyện thi vòng huyện và vòng tỉnh. Vòng huyện và vòng tỉnh. Thì các em nào mà đã học thầy V61 và V62 rồi thì các em sẽ thấy hai cái khóa học đó nó rất là bổ ích, đúng không? Nó đem lại cho các em cái trình độ nó tăng lên rất là nhiều ha. Vào đây đăng ký ha. Còn V63 thì trong kỳ nghỉ Tết dương lịch này thầy sẽ ra. Thầy sẽ ra và những em nào đậu huyện, đậu trường rồi thì chuẩn bị đi thi huyện và thi tỉnh thì nên đăng ký cái gói đó. Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số. Đó là số âm 9. Câu hỏi 4. Ở trời đất 100.000 vậy bằng cái ô nào bên này? Tôi nghi là cái này. Các em lấy máy tính thử lại là biết. 5 số 2 nhân với 5 số 5, tức là một số 2 có thể bắt cặp với một số 5 là thành số 10. Mà 5 số 10 nhân nhau là bằng 100.000. Đúng nó rồi. Số đối của 19 là âm 19. Số nguyên âm. Bây giờ số bình phương lên mà bằng 400 là có hai số em, 20 và âm 20. Trong khoa học V62 thầy đã nói về lũy thừa của một cái cơ số âm rất kỹ càng em nhé. Ở đây thầy không nói nhiều nữa. 20 mũ 2 là bằng 400, mà âm 20 mũ 2 cũng bằng 400. Người ta đòi số âm thì ta lấy âm 20. Cái này 2 mũ 4 là 16 nhân 5 sẽ ra là 80. Câu 7. Giá trị đối âm 21 sẽ bằng 21, gắn dấu trừ đằng trước sẽ thành trừ 21. Câu số 8, 25 mũ 16. 25 mũ 16 thì các em đoán là bằng 5 mũ 32 đúng không? Nhưng mà tại sao? Thì thầy làm rõ hơn. 25 mũ 16 thì mình có thể là hiểu là có 16 số 25 nhân với nhau. Mà mỗi số 25 là thầy có thể ghi thành 5 nhân 5. Vậy là 16 nhóm, mỗi nhóm có 2 số 5 nhân nhau. Chung quy lại là có 5, có 32 số 5 nhân với nhau, tức là 5 mũ 32 ha. Câu hỏi 2. Một số số 5 mà mũ bao nhiêu lên thì cái đuôi nó cũng ra 5. Các em cứ thử nhẩm trong đầu đi ha. Số 9 thì bài này mình có thể dùng chức năng tìm ích mà thầy đã dạy rất kỹ trong khóa học V61 là các em sẽ làm tốt thôi ha. Còn nếu làm bài toán tự luận thì ta sẽ làm bài toán này như thế nào? 51 các em nhé. Nếu làm bài toán tự luận thì ta sẽ làm bài toán này như sau. 123 trừ cho âm x rồi trừ cho 25 mà nhân cho 4 thì bằng 74. Bây giờ 123 trừ cho đối của x, tức là cộng với x, rồi trừ cho 100, không? Trừ 100 bằng 74. Vậy thôi. Giờ các em giao hoán ha. Cái vế trái là một tổng đại số có 3 số hạng thì thầy giao hoán nè. Dương 123 thầy giao hoán ra vị trí thứ nhì. Trong một tổng đại số ta có quyền đổi chỗ các số hạng các em nhé. Rồi giờ ta kết hợp 123 trừ 100 là thành 23. Các em vừa học tổng đại số, quy tắc chuyển vế, quy tắc đổi dấu ha. Chúng ta sẽ tìm ích theo cái kiểu học sinh cấp 2 chứ không có làm theo kiểu tiểu học nữa. Làm theo kiểu tiểu học á là mình cứ suy nghĩ ở đâu là số trừ, đâu là số bị trừ, rồi tìm số trừ ta làm gì, số bị trừ ta làm gì, nó mất công lắm. Còn lên đây là ta cứ chuyển vế đổi dấu ha, dùng tổng đại số để giải. Chậm vậy, máy treo à, lag à. Máy treo rồi. Cái máy nó treo các em. Cái mạng nó treo, nó lag. Giờ thầy phải thi lại cái vòng 2 này. Thì tới đây thầy thấy cái câu này nó hơi lạ lạ, cho nên thầy giải cho các em coi luôn ha. Bây giờ là có bao nhiêu số, có bao nhiêu thừa số của tích này thì các em đếm nè. 3 là coi như là đằng trước số 3 không có số nào, là coi như số 0 đúng không? Rồi tới 23, rồi tới 43, rồi tiếp theo sẽ tới 63 đúng không? Rồi vân vân. Tương dạy cho tới 40.
Vậy là tóm lại là có tất cả bao nhiêu số? 0, 2, 4, 6 cho tới 40 là sẽ có 21 số kìa. 2 tới 40 là có 20, rồi thêm số 0 nữa là 21. Vậy là ở đây ta có 21 số có tận cùng bằng 3 nhân với nhau. 21 số có tận cùng 3 thì gác một số 3 lại đi, thì có 20 số 3. 20 số có tận cùng bằng 3 nhân lại á, thì nó sẽ tạo thành số có đuôi bằng 1 em nhé. Các em nhớ cứ 4 số 3, 4 số có đuôi bằng 3 nhân lại. Không, nhân lại. Hay là coi như là mũ 4 đi, 3 mũ 4 đi, thì đuôi ra 1. Như vậy là 20 số có tận cùng 3 nhân nhau sẽ tạo thành một số có đuôi bằng 1. Rồi còn sót một số 3, vậy tận cùng của A lớn này sẽ bằng 3 đó các em nhé. Tận cùng sẽ bằng 3 ha. 2 mũ 5 á, là 32, 32 mà chia 8 thì được 4 ha. Rồi đừng có treo nữa nha. Rồi không treo nữa, mất công thi quá. Bài thi số 3, 12 con giáp. Rồi tiếp tục kìa. 12 con giáp, câu đầu tiên là gì? Chụp đại con chó đi. Rồi, cho đoạn thẳng AB. Cái bài này là bài mẫu trong khóa học V62 kìa hả? AB vẽ ra nè. M nằm giữa, Y trung điểm AM. Vậy YK bằng 20 thì AB sẽ bằng 40. Cái này bài mẫu trong khóa học V62 luôn rồi. Cái này các em đếm đi, có tất cả 8 loại chữ trong này ha. Cứ đếm rồi thấy. Vậy tập hợp là 8 phần tử. Con heo. Ồ, bài này khó nè. Bài này phải suy nghĩ nè. Cho N điểm, trong đó không có 3 điểm là thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Biết số đường thẳng ta vẽ được là 120. Thì bài toán này thầy đã dạy ở trong khóa V61 rồi các em nhé. Và ở V62 thầy cũng có nhắc lại nữa. Bây giờ cái công thức của nó là gì? Cái này em nào học V61 rồi thì sẽ thấy công thức là nó rất đơn giản. Cho N điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, thì số đường thẳng đi qua N điểm đó sẽ là gì? Sẽ là N nhân cho N trừ 1 và tất cả chia 2. Đó là số đường thẳng. Công thức tính số đường thẳng đi qua N điểm nha. Mà theo đề thì số đường thẳng này người ta cho rồi là bằng 120. Như vậy giờ các em sẽ giải bài toán này nè. N nhân N trừ 1 mà bằng chia 2 thì bằng 120. Như vậy là lúc chưa chia 2 nó bằng 2.4. Rồi mình giải bài toán này theo chức năng tìm x ở trong khóa học V61 thôi là các em sẽ ra được liền ha. Thầy giải nhanh nè. Rồi N nó sẽ bằng, N sẽ bằng 16 kìa. N bằng 16. Còn các em học hết học kỳ 2 lớn một xíu rồi thầy mới dạy cho các em cái cách giải biến đổi toán học của cái bài toán này. Còn giờ với trình độ các em thì chưa thể giải bài toán này được ha. Cho nên chúng ta dùng kỹ thuật trong học V61 để giải thôi. Con trâu. Nhìn nhẩm luôn, 2 là 1, 4 là 2, 6 là 3, và 300 là 150, và số phần tử là 150. Hoặc các em lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 cũng được. Con rắn. Cái này thầy giải kỹ ở nick số 2, số 3 gì đó rồi ha. Số phần tử của cái tổng D này là bao nhiêu? 101 trừ cho 1 chia khoảng cách là 2 cộng 1. 51 phần tử kìa. Có 51 phần tử thì ta nhân cho đầu cộng cuối. 1 cộng 101. Đầu cộng cuối nhân số phần tử chia đôi. Vậy là 102 nhân 51 và chia 2 bằng 2601 kìa nha. Bằng 2601. Đầu cộng cuối nhân số phần tử chia đôi. 2601. Con chuột. Số nguyên tố nhỏ nhất có hai chữ số là số bao nhiêu? Số nguyên tố nhỏ nhất có hai chữ số đó chính là số 11. 2, 3, 5, 7, 11. Con mèo. X sẽ bằng 27 trừ cho 50 là bằng âm 23.
lấy số bị trừ trừ đi hiệu lên. Con rồng. Cái bài này x sẽ bằng 2 kìa. Các em nâng từ từ lên thôi. X bằng 0 là 10 mũ 0 bằng 1 cộng 3 ở thì bằng 4, nhỏ hơn này xa. X bằng 1 thì 10 mũ 1 cộng 3 là 13 ở, nhỏ hơn này xa. X bằng 2 là 10 mũ 2 là 100 cộng 3 là 103, nhỏ hơn 106. X bằng 3 là 1000 là vượt rồi. Vậy là x bằng 2 là lớn nhất. Con dê. Cái con dê nhìn mắc cười các em nhỉ. Rồi, cho hai điểm A và B. AB là bằng 20. M nằm giữa ha. AB bằng 20. Ở trong đó BM á, BM là bằng 6. Như vậy AM lấy 20 trừ 6 thôi. AB bằng 20, 20 trừ 6 là... Ủa sao hỏi dễ vậy? 14 em nhé. Con khỉ đi. Hay con ngựa. Con ngựa này bị que gió sao đi kỳ cục em. Rồi. Rồi các em để ý, trừ 9. Những số nguyên các em ghi ra nháp sẽ là trừ 9, trừ 8, trừ 7 vân vân cho tới 0, 1, 2, 3 cho tới 7. Thì từ trừ 7 cộng cho tới 7 là bằng 0 rồi nè. Thì còn trừ 9 với trừ 8 là sót lại thôi. Trừ 9 cộng trừ 8 sẽ bằng trừ 17. Rồi thầy đã giải xong nít số 3 các em nhé. Các em nhớ, cái kênh mà các em đang xem này là thầy dành để giải toán viên bích thôi ha. Còn cái kênh toán thi luận này là để dự phòng cho kênh viên bích đó. Sắp tới có khả năng YouTube nó sẽ khóa cái kênh của thầy để nó xác minh về việc kiện bản quyền ha. Thầy không sợ, không bao giờ nó khóa kênh của thầy luôn, bởi vì là thầy đâu có vi phạm bản quyền đâu, không? Thì mất thời gian đó cũng hơi phiền, thì các em đăng ký cái kênh phụ. Các em vào trang web quyền luận wordpress.com ha. Là các em vào trang chủ các em sẽ thấy cái kênh phụ. Kênh phụ đầu tiên nè. Rồi sau đó mình đăng ký cái kênh phụ đó. Để lỡ kênh chính nó trục trặc là các em nhảy qua kênh phụ liền ha. Đăng ký đi. Hiện tại có 500 mấy chục người đăng ký rồi. Và sắp tới cái kênh này thầy sẽ dạy thêm toán trên mạng. Dạy thêm toán trên mạng các em nha. Còn dạy viên bích thì thầy dạy bên kia ha. Rồi ok. Tạm biệt các em. Chúc các em một kỳ nghỉ Tết Tây vui vẻ, mát mẻ, không có ghẻ. Bye bye. Rồi.